Thưa quý vị, học nghề và tìm việc làm luôn là sự trăn trở của bộ đội sau khi xuất ngũ. Để giải bài toán khó này thì những năm qua, các đơn vị chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp tạo điều kiện giúp thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, sớm có việc làm ổn định, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, vấn đề là đăng ký học nghề lái xe ô tô miễn phí dành cho bộ đội xuất ngũ vẫn còn gặp khó khăn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, anh Nguyễn Phước Sương, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn chọn theo nghề truyền thống chế tác đá của gia đình để lập nghiệp. Trong khuôn viên làng nghề đá Non Nước, xưởng chế tác đá nhà anh Sương chừng 50 m². Mỗi ngày chỉ hoàn thành vài sản phẩm đơn sơ, thu nhập thì bằng tiền lương cơ bản. Điều mong ước của anh là được vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp để mua thêm thiết bị, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm cho các thành viên trong xưởng. Bản thân tôi thì bộ đội xuất ngũ về, sau này thì cũng cần mở rộng xưởng lớn ra thì cũng không biết nguồn vốn đâu ra. Mong là được nhà nước hỗ trợ nguồn vay vốn để tăng cái quy mô của xưởng này. Cùng đợt xuất ngũ với anh Sương, anh Đỗ Quang Trường chọn nghề đầu bếp để lập nghiệp. Với kinh nghiệm 2 năm học việc và làm bộ phận hậu cần trong quân ngũ, qua giới thiệu của Ban Chỉ huy Quân sự quận, anh dễ dàng được tuyển chọn vào phụ bếp tại một nhà hàng lớn trong thành phố. Bản thân tôi thì trong quân ngũ thì cũng tích lũy được nhiều cái. Thì trong đội thì tôi cũng làm bếp, và khi tôi đã ngồi thì tôi cũng đang học và làm mại tại một nhà hàng. Nên tôi muốn nhà sách thì có chính sách ưu đãi cho nhân xuất ngũ. Đại diện Phòng Thương binh Xã hội quận Ngũ Hành Sơn cho biết, căn cứ vào lịch đón bộ đội xuất ngũ trở về địa phương hàng năm của Ban Chỉ huy Quân sự quận, phòng đã xây dựng đề án lập kế hoạch mời các trường nghề, trung tâm đóng trên địa bàn đến thông báo ngành nghề, đào tạo miễn phí và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Nhưng nhiều thanh niên không đến hoặc việc làm không phù hợp với đa số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thì hiện nay là chỗ Phòng Lao động binh cũng đang hiện nay kết nối với trường nghề, với là trường cao đẳng du lịch, là hiện nay các trường này đào tạo cho số mà cái chưa có việc làm ổn định thì sẽ cần đào tạo nghề là từ 6 tháng đến 9 tháng. Thì vấn đề này là cũng đang kết nối hợp đồng thống nhất với chỗ trường cao đẳng du lịch là sẽ tiến hành đào tạo nghề, ưu tiên cho bộ đội phục viên xuất ngũ là sẽ học 6 tháng hoặc 9 tháng để khi học xong là ra sẽ có định hướng là bố trí việc làm, là viết giấy giới thiệu tới các cơ quan đơn vị là cần cái việc là vị trí việc làm đó. Qua tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn thanh niên xuất ngũ có nguyện vọng đăng ký học nghề lái xe ô tô các hạng bởi vì nghề này rất thiết thực và dễ tìm kiếm việc làm ở địa phương. Nhưng hiện nay trường dạy nghề số 5, trường được Bộ Quốc phòng chỉ định đào tạo nghề lái xe miễn phí cho bộ đội xuất ngũ sắp giải thể, nên thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ tại địa phương, muốn học nghề này không biết phải học ở đâu. Hiện nay trên địa bàn quận Cẩm Lệ khó khăn nhất là cái đa số là thanh niên xuất ngũ về, họ đăng ký học lái xe ô tô. Nhưng mà hiện nay là chưa có trường nào để mà tiếp nhận cái hồ sơ của các em. Do vậy là rất là khó khăn trong cái công tác đào tạo nghề theo nguyện vọng của các em khi xuất ngũ. Để có nhiều hơn nữa bộ đội xuất ngũ tìm được việc làm, các cấp, các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền định hướng nghề nghiệp. Cơ quan quân sự các cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ với các trường, cơ sở dạy nghề, đào tạo nghề theo nhu cầu của xã hội. Đặc biệt, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ các đơn vị đã sử dụng lao động là bộ đội xuất ngũ để thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công dân trở về địa phương có việc làm ổn định.